Hạt chi trong nội này bà càng chim chủ đề là thiên nhiên. Thiên nhiên là phương pháp để học thảo bằng tiếng Việt. Vôi bán bi à, chúng ta có thể sử dụng tin nhắn. Tin nhắn là các câu chuyện tin nhắn à, chúng ta có thể trao đổi ngôn ngữ các chuyện ba voice của AI, sử dụng AI à, tôi học tiếng Việt à, như Việt Nam sử dụng Facebook à, tôi sử dụng tin nhắn của Facebook. Tin nhắn của Facebook là dễ dàng, tôi có thể trao chuyện buổi bạn bè à, từ Việt Nam à, tôi sử dụng à, ăn dùng diện chính phủ à, tôi sử dụng là ăn dùng dịch vụ à, tên à, tôi có thể viết sử dụng điện thoại thông minh để giúp tin nhắn tên Bambi của Facebook. Tôi có thể sử dụng tin nhắn. Tin nhắn là phương pháp cân nhắc để học thạo tiếng Việt ngồi những tin nhắn là tôi nhắc, tin nhắn là tôi nhắc à, tin nhắn là tin nhắn à, bằng bằng tin nhắn đúng rồi. Tin nhắn là AI, tin nhắn AI bao lâu tin nhắn giúp học sinh để học tập ngôn ngữ AI bao lâu sử dụng tin nhắn để học tiếng Việt tôi có bạn bè của Facebook đôi khi tôi sử dụng tin nhắn để cô làm việc chào xuân chúng ta có thể chào chú em để sử dụng tin nhắn đôi khi tôi có thể làm cao bằng tiếng Việt như tiếng Việt là cố gắng tôi có thể sử dụng tiếng Anh để di vụ sử dụng ứng dụng dịch dịch tôi có thể sử dụng phương pháp này là dễ dàng để học tập tiếng Việt như chúng ta có hội tốt nhất chúng ta sử dụng tin nhắn là quan trọng. Ừ.
tin nhắn, tôn điện, tin 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 nhắn, tin nhắn, nhắn. Nhạc gì trong nỗi này và hàng chính trị đó là cây nhắc trên nhà là thứ bắt để phúc thăng vắt trên tức môi bàn tỷ chúng ta có thể nên tin phụ nữ là các cháu thường sau hẹn chúng ta có thể nên tin phụ nữ là các cháu thành kiến chung như là các cháu trên trao quyền tay nhanh chúng ta có thể trao đổi trong thúc quyền tay cày nhanh chúng ta có thể trao đổi đông thúc quyền chứ đỡ chứ đồ con bà vui quậy ạ từ rừng tai ấy tôi trên đất làm sự chủ cái bậc tôi sử dụng tình nhân nhân của cái sức là gì chăng
Hipotezo tu em boy o vam ve tu gan nan o a tu sung a sung zung an zung gan sen phúc sen cấp tôi suốt và tăng an thưởng gặp chữ tên là tôi có thể viết soạn tên tuổi thông minh trước tên tên là tam trinh của Facebook. Tôi có thể soi dối để phút thải xem tiếp. Tin nhắn là tên nhất là sinh nhật. Tin nhắn là ai à, tin nhắn. Tào lao tin nhắn là giúp học sinh để phức tạp. Điều mừng ai ấy thâu lao tin nhắn để học sinh biết. Tôi có bằng bè của Facebook. Tôi sử dụng tin nhắn để của làm về sau phone chúng ta có thể sau thư em nhắn tôi thì tôi có thể làm theo không bằng chừng cách lưu trình thiết là của anh tôi có thể thư thư tiền 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 anh để đi sắp xuống ông dùng lại là để dễ dàng để hức 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 thật chỗ ăn viết lưu phức khắc của cô hội Quốc hội phổ vị tốt nhất 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 chúng ta không dùng xem nhắc xong.